Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn công nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ở cùng cha. Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc ưng phó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương cơm áo cho nhau. Chủ nhật lễ lão hôm nay là ngày kỷ niệm tấn cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta không phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hóa, thánh hiến những cành lá này để chúng con cầm mà hoan hỷ ngân đón Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người và vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu, Người hằng sống và hiến chi muôn đời. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem, lúc sắp vào thành Bethphage và Bethania bên triền núi cây Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trích mặt kia, tới nơi thấy một con lừa con chưa ai cởi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy thì cứ nói là thầy có việc cần dùng rồi sẽ trả về ngay. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây rửa ra. Mấy người đứng đó hỏi: các ông cởi lừa người ta ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để cho đi. Hai ông dắt con lừa về cho Đức Giêsu, trải áo choàng của mình lên lưng nó và Đức Giêsu cởi lên. Nhiều người trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành, nhặt lá ngoài đồng rải lên lối đi. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường ngân đón.